Ngày 14 tháng 4, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa xác nhận các xe chở hàng quá khủng mà dân kêu chạy liêu mạng qua cầu Cam Hải và các đường ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa vào khuya ngày 13, rạng sáng ngày 14 tháng 4 đều là chạy lụi, không phép. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, các xe chở hàng siêu trọng siêu trường kể trên đã chở hàng từ cảng quốc tế Cam Tranh tại bán đảo thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cảng Petro Cam Tranh đi qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cầu Cam Hải và đường do địa phương quản lý tại Cam Lâm đều là chạy lụi chưa được cấp phép và đó là vi phạm quy định về giao thông vận tải. Ông Dân cũng cho biết các thiết bị được vận chuyển lụi kể trên là ba cánh quạt của một trụ điện gió có chiều dài gần 70 mét. Đó là một phần lô thiết bị điện gió của một doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài về cảng quốc tế Cam Ranh để đưa về lắp đặt theo một dự án tại tỉnh Ninh Thuận. Theo nguồn tin của phóng viên tuổi trẻ online, lô thiết bị điện gió trên có 7 trụ điện gió, mỗi trụ dài 130 m, gồm 5 đoạn, 21 cánh quạt, mỗi cánh dài gần 70 m, nặng khoảng 21 tấn, 7 máy biến áp nặng khoảng 95 tấn một máy và các mô tơ nặng chừng 20 tấn một cái. Như vậy, ngoài 3 cánh quạt đã vận chuyển lụi kể trên, vẫn còn rất nhiều thiết bị tương tự chưa được vận chuyển. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.